Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 7 của Thành phố Ngầm tác giả Huỳnh Duy và cùng xem xem uh, vụ án mà xác chết của chị Hạnh, trưởng phòng kế hoạch sẽ được tìm ra như thế nào và liệu cho hai đồng chí cảnh sát của chúng ta có tìm được manh mối nào khác hay cứ loanh quanh ở bờ sông Hai người cứ ngồi đó, mải mê với cái khoảng không yên bình ấy, thì bỗng dưng Trinh mới cất tiếng. Anh thấy gì ở ngoài kia không? Hải nghe vậy thì chẳng hiểu mà lắc đầu. Trinh thấy vậy nói tiếp. Là sự mông lung, chẳng phải sao? Bỗng nhiên tôi cảm nhận được cuộc sống này nó mơ hồ quá. Mọi thứ chẳng rõ ràng mà cứ lem nuốt nhạt nhòa như những ánh đèn dưới mặt sông kia vậy. Hải bây giờ mới nhận ra, dường như cảm xúc của Trinh cũng đang không tốt. Hải thờ dài rồi đáp đúng vậy mọi thứ trong cuộc sống này chẳng rõ ràng gì cả thậm chí là dối trá nữa là khác chẳng trách có nhiều người họ lại chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình như vậy có lẽ bởi họ đã quá mệt mỏi với cái vòng xoáy mơ hồ ấy rồi trình nghe hải nói vậy thì mới cong môi cười một nụ cười như chứa đựng sự cợt nhả nhưng sự cợt nhả ấy không phải dành cho hải mà là cho chính cái cuộc sống bộn bề này Đoạn Trinh quay lại nhìn Hải nói Này Anh có muốn uống một chút gì đó không? Rồi là như mọi khi Trinh chẳng bận tâm Hải có đồng ý hay không Mà móc điện thoại ra bấm bấm Thì ra cô gọi cho Hùng Rất nhanh giọng điệu xàm xúa của gã vang lên Alo Người đẹp Trinh đấy hả? Giời ơi Hôm nay rồng này gọi cho tôm cơ đấy Chắc là nhớ vẻ đẹp trai của tôi rồi chứ gì <laughs> Anh ra ngồi với tôi một lát đi Đoạn bờ kè ngoài sông ấy À này, mua thêm một thùng bia với ít mồi luôn nhé. Hùng đang ngáy ngủ, nghe thấy Trinh muốn hẹn gặp mình, lại còn muốn nhậu chung nữa thì cười như được mùa đáp. <laughs> rồi rồi rồi, năm nốt nhạc. 20 phút sau, Hùng đã có mặt. Trên tay là lình kình những hộp mồi còn đang nóng hổi. Hùng hí hửng chạy tới thì thoang thoáng thấy Trinh đang ngồi bên một ai đó trông quen lắm. Cho đến khi lại gần, thì Hùng mới nhận ra Hải mà quát lên. Ơ ờ, Hải, Sao mày lại ở đây? Trinh, không phải em rủ anh nhậu chung à? Sao lại có thêm thằng này thế này? Trình nhếch môi cười đáp. Tôi có nói là có mình tôi đâu. Hùng nghe vậy thì cổ họng như nghẹn ứ. Gã cứ nghĩ là sẽ được nhậu riêng với em Trinh thôi. Ấy vậy mà từ đâu nòi ra con kỳ đà này khiến Hùng vô cùng thất vọng. Hùng đặt những thứ trên tay xuống mà không quên liếc xéo hải một cái. Hải thấy thế thì mới phá lên cười. <cười> Hóa ra Hùng khùng cũng biết dạy gái cơ đấy. A à, đù, Gái không dạy thì dạy gì mày? Mày chê đi, về đi, để tao dạy một mình cũng được. <laughs> ngu gì? Mày mua nhiều mồi ngon thế này cơ mà. Ăn hết rồi về, nhá. <laughs> cứ thế cả ba người cùng nhau trải qua một đêm dài bên bờ sông. Họ tạm quên đi những bộn bề, những áp lực trong công việc mà vui vẻ trong men nồng. Rồi từng người, từng người trong họ tranh nhau kể lại những câu chuyện hay rồi những kỷ niệm vui khiến họ còn nhớ mãi. Để rồi tiếng cười của cả ba cứ đèo đằng vang lên hoa lẫn với tiếng sóng vỗ êm đềm. Cùng lúc ấy, trong một căn nhà cấp 4, Hà đang lim dim ngủ. Nhưng khi đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thì đột nhiên Hà lại cảm thấy lạnh. Trong cơn mê, Hà mơ hồ cảm nhận như có một cơn gió đang thổi qua người mình. Phút chốc, Hà choang mở mắt. Ngay lúc đó Hà mới thấy kỳ lạ nhận ra là mình không phải đang nằm ở trên giường, mà là đang đứng ở trong một căn phòng tăm tối trong cái ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng dọi vào qua khe cửa, lại càng làm Hà trở nên sợ hãi hơn khi gã nhận ra cái căn phòng này chính là phòng làm việc của gã và cũng chính nơi đây gã và Tiến đã tự tay giết chết hạnh. Đang hoàng hốt nhìn xung quanh, thì Hà lại bất chợt khựng lại vì nghe thấy ở đâu đó thoang thoảng có tiếng một ai đó đang dấm dứt khóc. Hà lắng tai nghe, cho đến khi chắc chắn đó là tiếng khóc của một phụ nữ thì hắn mới kinh hãi mà quay đầu lại, giáo giác tìm kiếm. Hắn cứ tìm, cố dùng ánh mắt nhòe nhòe vì cận thị mà nhìn quanh. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, mà Hà vẫn chẳng thấy ai cả. Cho đến khi gã cảm nhận như quai đó đang phà từng luồng hơi lạnh vào sau gáy mình, thì mới vội vã quay phát lại. Nhưng sau lưng Hà lúc này, lại không có gì ngoài một khoảng không mờ nhạt. Rồi Hà quay lại, để rồi chết đứng vì sự sợ hãi. Đứng trước mặt Hà lúc này không ai khác, là chính là Hạnh, là người mà gã đã, đã giết. Hạnh hiện ra với bộ dạng vô cùng kinh dị. Da mặt bầm tím, đôi con ngươi thì lồi ra như thể bị ai đó nặn ra vậy. Cái lưỡi thì lè ra ngoài, dài ngoang đến tận cầm, phần bụng thì bị rách toạc ra, ruột gan lòi hết cả, máu me thậm chí còn theo từng đoạn ruột mà nhỏ tông tòng xuống nền nhà cái hình dáng ghê giận ấy cứ đứng nhìn hà đoạn mở miệng nói với giọng thều thào như bị ai bóp cổ hà ơi cứu chị cứu chị hà ơi chị đau lắm bụng bị rát lắm hà ơi vừa nói hạnh lại vừa lê lết tiến về phía hà đôi cánh tay nhợt nhạt chậm chạp đưa lên hướng cái cần cổ của hà mà đưa tới Hà bây giờ toàn thân đã hóa đá, có di chuyển được đâu, nên chỉ đành đứng im, bất động, mà chừng chừng nhìn đôi cánh tay kia tới gần. Cho đến khi đôi bàn tay nhảy nhụa của Hạnh đặt lên cổ Hà, thì hắn mới vận hết sức, cố lắp bắp. Không, không. Nhưng đôi bàn tay ấy dường như vẫn không có ý định dừng lại. Nó bắt đầu siết chặt hơn, khiến Hà cảm thấy khó thở. Rồi đôi cánh tay ấy càng ngày, càng bóp chặt. Kèm theo đó còn là những tiếng cười, những tiếng nói rít qua kẽ răng không ngừng vang lên. <laughs> hà, Hà ơi, giúp chị với. <laughs> Mày chết đi, chết đi. Ngay lúc Hà tưởng chừng như sinh mạng mình sắp bị hành tước đoạt thì gã lại mở tròn mắt, ngồi bật dậy. Miệng thì há to như để cố đớp lấy những ngụm oxy mà hô hấp vậy. Gã sợ hãi, đưa hai cánh tay lên sờ sờ trên cổ mình một hồi lâu sau hà mới nhận ra tất cả những hình ảnh vừa rồi chỉ là mơ mà bình tĩnh hơn gã cố chấn an tinh thần mình rằng đó chỉ là mơ nhưng rồi gã vẫn phải thức trắng đêm vì sợ hạnh lại đến tìm đòi mạng mình qua những giấc mơ cho đến sáng hôm sau khi bình minh ló dạng trinh hải và cả hùng tất bật trở về với công việc với trách nhiệm cao cả của những người đại diện cho pháp luật theo lệnh thì bắt đầu từ hôm nay trinh và hải sẽ phải phối hợp với nhau để điều tra vụ án lại từ đầu và họ quyết định sẽ khởi đầu từ chính người chồng của hạnh có lẽ vì cảm nhận được nỗi đau của tân chồng hạnh nên trinh quyết định là sẽ không gửi giấy triệu tập mà sẽ đi đến tận nhà để gặp trước đó trinh cũng đã gọi điện báo trước với tân là sẽ đến nên tân cũng ở nhà không ra sông nữa thấy trinh và hải vừa đến thì tân đã vội vàng đón tiếp trinh nhìn người đàn ông với bộ dáng tiều tụy mà cất tiếng anh không cần khách sáo như vậy đâu. Bọn tôi đến thăm hỏi xem anh có ổn không thôi. Mà trông anh tiểu tụy quá. Tân buồn bã ngồi xuống đối diện Trinh và Hải mà dấm dứt. Vâng, thì hơn tuần nay ngày nào cũng phải ra bờ sông tìm kiếm, nên hơi mệt tí thôi. Mà khổ nỗi vẫn không tìm thấy cô ấy đâu cả. <laughs> anh phải giữ sức khỏe, để còn lo cho hạnh. Nếu không ngay cả anh cũng ngã khụy xuống thì khổ đấy. Hải không giỏi ăn nổi người khác, nên đã đứng dậy mà đi tham quan ngôi nhà. Ban đầu, Hải thấy căn nhà rất bình thường, chẳng có gì khác lạ. Cho đến khi Hải vô tình nhìn thấy một bộ ấm trà có in logo AIA trong tủ gương, thì câu mày, Hải quay lại hỏi Tân. Bộ ấm trà này nhìn đẹp quá nhỉ? Tân nghe vậy thì cũng cười cười đáp. À, anh nói bộ ấm trà AIA đấy hả? Là bên bảo hiểm họ tặng đấy, cũng 2-3 năm rồi, nhưng nhà tôi không hay uống trà nên không dùng đến. Ủa, anh cũng có mua bảo hiểm sao? À không, là vợ tôi mua đấy hai vợ chồng tôi không có con thành ra kinh tế cũng hơi dư nên cố ý mua bảo hiểm phòng khi bất chắc cái mà hải nghe vậy thì khẽ lức trinh một cái như ám hiệu đoạn hải gật gật đầu cười rồi hỏi tiếp à ra thế vậy anh đã báo cho bên bảo hiểm biết chuyện của hạnh chưa tân lắc đầu đáp ngay chưa mấy ngày qua tôi làm gì có thời gian mà gọi họ với lại vẫn chưa tìm được xác vợ tôi nên có gọi họ cũng vô ích thôi ừ anh nói cũng đúng anh yên tâm chúng tôi và đội cứu hộ vẫn đang ra sức tìm kiếm chắc chắn sẽ sớm tìm thấy vợ anh thôi trên mặt tân lúc này đã hiện ra những nét đượm buồn khóe mắt như ửng đỏ mà nói tôi cũng mong sớm tìm được cô ấy để cô ấy sớm ngày được an táng chẳng giấu gì hai người mấy ngày qua tôi cứ liên tục mơ thấy cô ấy về báo mộng trong mơ tôi thấy ra mặt cô ấy thâm tím người ngợm thì toàn máu là máu tôi có hỏi là cô ấy hiện đang ở đâu nhưng cô ấy chỉ đứng nhìn tôi mà lắc đầu rồi thoáng chốc lại biến mất tôi thực sự cảm thấy quá bất lực rồi trinh và hải thấy được sự đau khổ của tân thì cũng chỉ biết nhìn nhau mà thở dài đoạn hai người cũng nói thêm vài lời an ủi rồi ra về khi vừa ra ngõ thì hải đã hỏi này cô có đang suy nghĩ như tôi không ừ. ý anh là đang nghi ngờ tân hãm hại vợ mình để chiếm số đoạt tiền bảo hiểm đúng không hải lên đáp ngay đúng vậy chuyện này rất có khả năng tuy họ không có con và công việc cũng rất ổn định nhưng biết đâu Tân vì một nguyên nhân nào đó mà nợ một số tiền lớn thì sao? Trinh cẩn thận suy nghĩ lại thì lời Hải nói cũng rất có khả năng. Cô mới cong môi nhìn Hải ra vẻ ngạc nhiên mà đáp. Dạo này xem chừng anh ăn nhiều bí đỏ lắm phải không? Đầu óc có chút thông minh ra rồi đấy. <laughs> tôi từ trước bây giờ vẫn thông minh như vậy, chỉ là không thích thể hiện thôi. Trinh nghe như vậy thì trề môi, quắc mắt. Vậy sao? Vậy anh nói cho tôi biết bây giờ phải làm gì tiếp theo nào? Thì lập tức điều tra cuộc sống của Tân chứ sao? Ừ, không tệ, nhưng trước tiên chúng ta cần xác minh vài điều từ hàng xóm của nạn nhân đã. Nói rồi Trinh và Hải cùng nhau ghé vào một quán nước gần nhà Tân, vì lúc này họ mặc thường phục nên mọi người trong quán cũng không ai để ý nhiều, bà chủ quán thấy có khách thì vội chạy lại niềm nở hỏi: hey, "Hai cô cậu muốn uống gì không? Chỗ tôi nước gì cũng có hết à?" Trinh nhìn người phụ nữ trước mắt tuổi cũng chừng hơn 40 thì cười cười nói: Hả, "Vậy cho cháu hai cà phê đen Sài Gòn ạ." À? "Ok." hai đen Sài Gòn, hai cô cậu đợi tí nha, có ngay đây. Trinh để bà chủ quán đi thì mới nhếch môi cười nói. Chúng ta đến đúng ổ rồi. Hải không hiểu Trinh đang nói gì thì mới cất tiếng. Cái gì? Cô nói chúng ngộ gì là sao? <laughs> anh đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Anh có thấy mấy bà đang ngồi kia không? Ờ, thấy rồi. Rồi sao? Thế anh thấy trên bàn mấy bà ấy có chai nước nào không? Ờ, không. Trinh vừa nói vừa cười. <cười> Thực ra mấy bà ấy không nên uống nước mà đến buôn chuyện đấy họ thường tụ tập với nhau lúc rảnh rỗi để buôn dưa lê bán dưa chuột không chuyện gì trong xóm mấy bãi không biết đâu đúng lúc ấy thì bà chủ quán đã bê hai ly cà phê đặt để lên bàn đoạn bà nhìn trinh và hải rồi cười nói <cười> hai cô cậu đẹp đôi quá hả mày như hai cô cậu ở nơi khác tới hả tôi chưa gặp bao giờ trinh cũng vội gật đầu đáp dạ vâng bọn cháu mới chuyển tới vài ngày trước thôi ạ ủa ừ, vậy hả thế cô cậu thuê nhà hay là mua cái nhà nào trinh chỉ tay về phía nhà của tân và hạnh rồi nói Dạ, nhà kia kia bác. Nhà ấy rộng lắm, nên cho chúng cháu thuê một phòng ở phía sau. Thực ra bọn cháu thuê được nửa tháng rồi, nhưng ba bốn hôm nay mới chuyển tới. Mà lạ lắm bác ơi, lúc trước cháu nhớ nhà đó có hai vợ chồng ở với nhau, nhưng mấy ngày nay không thấy cô vợ đâu, chỉ thấy chỗ mỗi anh chủ nhà đi đi về về thôi. Mà trông anh ấy mệt mỏi lắm, bọn cháu định hỏi nhưng mà thấy ngại nên thôi. Bà chủ quán nghe Trinh nói như vậy thì lập tức đáp ngay. Ui rồi hai cô cậu không biết gì à, cách đây 8 9 ngày gì đấy, vợ cậu ấy nhảy cầu tự tử rồi, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác đấy. Trinh nghe vậy thì lập tức bày ra bộ mặt đầy ngạc nhiên mà gấp gáp hỏi lại. "Ô, thật vậy hả bác? Trời ơi, thương vợ chồng anh ấy quá mà chẳng hiểu sao đang yên đang lành lại đi tự tử chứ." Bà chủ quán cũng tỏ ra thương tiếc mà thở dài đáp. Hơi, chắc là số kiếp nó tận nên nó mới bắt phải như vậy thôi. Chứ bình thường hai vợ chồng nhà đó sống hạnh phúc lắm chẳng bao giờ cãi vã điều gì. Bây giờ mấy bà ngồi bàn bên nghe tới câu chuyện của Trinh và bà chủ hàng nước thì cũng vội góp môi. Một bà răng hô như cái máy hiên mới lên tiếng. Đúng đây, nhà đó sống văn hóa lắm. Tôi ở ngay sát bên mà có bao giờ nghe thấy họ cãi nhau đâu. Thậm chí cuối tuần nào hai đứa nó cũng đèo nhau đi chợ. Trông hạnh phúc lắm. Một bà ngồi bên cũng không chịu thua mà chề môi nói với giọng đa nghi ui giời ơi, mấy bà đừng có nhẹ dạ như thế. Tôi là tôi không tin đâu. Đời thùa vợ chồng nhà ai mà không cãi nhau bao giờ. Mấy bà thấy hai đứa nó có muộn con nào đâu. Tôi là tôi nghi vì cái chuyện con cái nên mới xảy ra cái cớ sự như ngày hôm đấy đấy. Này bà đừng có mà ác mồm ác miệng nhá. Vợ chồng người ta không có con bảy 8 năm nay rồi, chứ có phải mới cưới 2 ba năm đâu. Đúng là cái miệng ăn bám màn muối, chả bao giờ nói ra được điều gì tốt đẹp cả bà kia bị cạnh khóe thì lập tức sắn môi lên chửi này 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 bà nói ai đấy hả bà có tin là tôi cột hai trái mướp của bà lại với nhau không à tôi thách bà đấy nào nhà vô đi mà cột này xem bà có tống cặp mướp bà mồm không thế là mấy cái lo phường chửi nhau trí chóe um tùm cả lên trinh và hải thấy thế thì cũng xanh mặt không dám hó hé nửa lời mà để lại tiền rồi lặng lẽ rời đi cho đến khi hai người chạy xa khỏi cái chiến trường ngôn ngữ ấy thì mít thở phào nhẹ nhõm. Hải nhăn mặt nói, ghê thật, mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới vài giây trước còn bình thường, ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt đã chửi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Đúng là đàn bà, sợ thật. Chính nghe vậy thì tung chân đá hải một cái rồi trợn mắt quát. Anh dám chửi đàn bà hả? Muốn chết sớm sao? Hải bây giờ mặt xanh như tàu lá chuối, ú ớ, ấy, nào có nào có, anh kiểu hồn đấy. Thôi, hôm nay vậy là đủ rồi, về tổng kết lại thông tin thôi nói rồi trinh và hải lại lên xe trở về cơ quan cả hai bắt đầu nêu ra những động cơ có thể gây án của nghi phạm trinh nói đầu tiên tân có thể hãm hại vợ để nhận tiền bảo hiểm hoặc cũng có thể là do hạnh không thể có con nên tân muốn bỏ vợ nhưng lại sợ nạn nhân không đồng ý nên mới ra tay cả hai điều này đều có thể trở thành động cơ gây án hải gật đầu đáp đúng thế vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm điều tra về đời sống của tân còn cô sẽ tìm hiểu vấn đề con cái kìa trinh cũng gật đầu đồng ý sáng ngày hôm sau hải bắt đầu điều tra về công việc thói quen của tân rất nhanh hải đã tìm đến nơi tân làm việc đó là một công ty it lớn sau đó âm thầm dò hỏi các đồng nghiệp của tân nhưng tất cả những gì hải thu được đều cho thấy cuộc sống của tân rất bình thường qua lời kể của đồng nghiệp bạn bè thì tân là một người hiền hòa vui tính thường xuyên giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu quý cậu ta tân dường như chẳng có sở thích gì đặc biệt sau giờ làm thì lập tức trở về nhà ngay cả việc nhậu nhẹt cũng rất hạn chế còn về phần trinh thì cũng đã đích thân tìm đến phòng khám nơi tân và nạn nhân thường xuyên thăm khám thông qua lời nói của bác sĩ thì tân và hạnh thực sự không quan tâm quá nhiều đến vấn đề con cái họ đến đây khám chủ yếu là để kiểm tra về tình trạng bệnh lý của hạnh mà thôi trinh cũng lặn lội về tận quê của cả hai mà tìm thêm thông tin nhưng tất cả cũng đều nói rằng tân và hạnh tuyệt đối không xích mích về chuyện con cái cứ như thế chỉ sau vài ngày trinh và hải đã dám chắc loại trừ tân ra khỏi phạm vi nghi can Lúc này, Trinh lại lên tiếng. Như vậy là toàn bộ thông tin đều cho thấy Tân không hề có động cơ hại vợ. Vậy hiện chúng ta chỉ có thể tiếp tục điều tra vào chính nạn nhân thôi. Hai đứng bên cạnh cũng nói Hôm nay đã là ngày thứ 11 rồi. Tôi nghĩ Hạnh nhiều khả năng đã chết. Nhưng xác cô ấy thì vẫn không tìm thấy. Theo cô Thì cô ấy có thực sự đã nhảy cầu để tự sát không? Hay là cô ai đó cố tình tạo hiện trường giả để đánh lừa chúng ta? Chính nghe Hải nói thì mặt trận tròn nhìn anh về ngạc nhiên lắm. Ồ, oh, tôi phải công nhận là dạo này anh thông minh hơn hẳn đấy. Anh nói không sai. Nhưng theo camera an ninh ghi lại được thì Hạnh thực sự đã tự điều khiển xe đi đến đó. Chứng tỏ nạn nhân gặp chuyện trong quãng đường từ camera an ninh đến cầu. Rất có thể nạn nhân bị hại vì tư thù chứ không phải để cướp của. Cả hai cứ thay nhau phân tích hết những nghi vấn. Rồi cùng đồng tình là sẽ bắt đầu từ những mối quan hệ trong công việc của nạn nhân trước. Nghĩ là làm, Trinh và Hải tìm đến công ty nơi Hạnh làm việc. Trinh lấy lý do là cần điều tra về cái chết của Hạnh để được xem camera trong công ty. Vì công ty Hạnh làm nằm trong cao ốc cao 15 tầng là phức hợp của nhiều công ty khác nhau, nên hệ thống camera cũng hạn chế. Chủ tòa nhà chỉ cho lắp đặt một vài camera ở nhà để xe, ở sảnh, ở lầu 1 để tiện cho việc quản lý. Trinh và Hải nhanh chóng tìm thấy những hình ảnh của Hạnh trong đêm hôm đó. Vào lúc 22 giờ 30 camera ghi lại được hạnh đeo khẩu trang, mặc cái áo màu xanh ngọc, khóa áo kéo cao, thậm chí còn đội luôn cả cái mũ sau áo lên đầu mà lấy xe ra về. Trinh và Hải đã cẩn thận xem đi xem lại những hình ảnh ấy rất lâu, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Bây giờ Trinh mới nói chuyện với bác bảo vệ. Đêm hôm đó, bác có thấy có điều gì khác thường không? Bác Vương bảo vệ cau mày, như để cố nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm hôm đấy đoạn bác ta mới nói đêm hôm đó thực sự không có gì bất thường cả chỉ có việc là hôm đó có vài người làm tăng ca nên về hơi muộn thôi trinh vội hỏi tiếp bác có nhớ những người ấy là ai không ạ ờ có chứ tòa nhà này tuy lớn nhưng tôi làm đây mười mấy năm rồi ai tôi cũng quen hết tôi nhớ tôi hôm đó có ba người là hà hạnh và cả cậu tiến nữa Ban đầu thì Hà có ra khỏi công ty, nói là đi mua đồ ăn, sau đó thì quay lại. Cho đến tầm 10 giờ 30 tối thì tôi thấy Hạnh cưỡi xe ra về, sau đó tầm một tiếng là đến lượt Hà, còn Tiến thì vì xe hỏng nên xin tôi cho ngủ nhờ. Đêm đó chúng tôi có uống với nhau chút bia, rồi cùng nhau ngủ ở cái giường này này. Hải cẩn thận xem lại camera ở những mốc thời gian mà bác Vương nói thì quả thật đúng như vậy. Duy chỉ có một điều khiến Hải thấy lạ là trong bộ dạng của Hà lúc đứng ở trước cửa thang máy có chút khác thường hà nên gọi trinh mà nói cô xem bộ dạng cậu ta trông cứ láo liên thế nào ấy cứ như đang sợ một thứ gì đó vậy đúng vậy xem ra chúng ta nên điều tra từ người này thôi trinh dò hỏi xem thông tin và địa chỉ thường trú thì phát hiện nơi hà ở phải đi ngược lại hướng mà hạnh đã đi và trong camera an ninh cũng ghi lại được hà đã thực sự trở về nhà sau khi ra khỏi cổng công ty dựa vào thời gian và khoảng cách ghi nhận được thì việc hà gây án với hạnh trên đường là điều không thể như vậy là nghi can số 2 cũng đã bị loại bỏ trinh và hải lại quay sang điều tra tiến nhưng đêm đó tiến xin ngủ lại với bác bảo vệ nên có chứng cứ ngoại phạm trinh và hải cũng đã điều tra về những mối quan hệ của hạnh trong công ty và được biết là hạnh không hề có xích mích gì với ai trong công ty cả như vậy là hiện tại tất cả các manh mối thu được đều dẫn về con số không hải thực sự đã hết kiên nhẫn mà gào lên rốt cuộc là nạn nhân đã mất tích như thế nào chứ kẻ thù thì không có giết người cấp của cũng không tự sát thì lại không tìm thấy xác không lẽ nạn nhân bị ma quỷ bắt rồi hay sao thật là tức chết mất trinh cũng tỏ ra khó chịu không kém cô không hiểu là mình đã sai ở đâu duy chỉ có một điều cô dám khẳng định là hạnh không tự sát bởi cho đến lúc này đã là 15 ngày kể từ khi phát hiện vụ án mà vẫn không tìm thấy xác trong khi đoạn sông ấy không hề có vật cản nước lại chảy rất chậm không thể có khả năng xác chết bị mắc vào đâu đó mà không nổi lên được cả hai người im lặng một hồi lâu như để cố suy nghĩ lại mọi thứ đoàn trinh mới nhớ ra điều gì mà nói đúng rồi chúng ta chưa kiểm tra phòng làm việc của hạnh hơn nữa cũng sơ xuất chưa lấy lời khai của tiến và hà biết đâu từ hai người này chúng ta tìm thấy được điều gì thì sao hà nghe vậy cũng đáp ờ để tôi gọi cho trung phúc xin cho hùng được hỗ trợ dù gì cậu ta cũng là pháp y ba cái hiện trường này cậu ta dành hơn chúng ta trinh cũng gần đầu đồng ý rồi rất nhanh hùng đã xuất hiện sau đó cả ba cùng nhau đi đến phòng làm việc của hạnh để điều tra vì là công an đến điều tra án nên bên phía công ty của Hạnh cũng rất phối hợp, đích thân giám đốc của công ty đã dẫn ba người đến phòng làm việc của Hạnh. Vừa bước vào bên trong căn phòng thì cả ba lập tức cảm nhận được một sự ngột ngạt đến khó chịu. Tất cả các cửa sổ đều bị đóng kín, bàn ghế cũng dính khá nhiều bụi bặm, cứ như là đã khá lâu rồi không có ai ra vào vậy. Thấy là Hải mới hỏi: "Sao mọi thứ trong phòng lại bẩn thế này nhỉ? Lại còn đóng hết cửa sổ nữa chứ?" Ông giám đốc nghe vậy thì liền đáp: "Ờ, à. Đúng là từ khi cô Hạnh báo liền bị mất tích, thì căn phòng này cũng không ai dám dùng cả. Nên... Không ai dám dùng là sao? Ờ, à, chuyện này... Chuyện này nói ra sợ các sếp không tin. Anh cứ nói đi. Ông giám đốc bây giờ mới cười gượng, đoạn kể những chuyện kỳ lạ đã diễn ra trong căn phòng. Thật ra, từ khi cô Hạnh chết thì chúng tôi vẫn làm việc trong phòng này. Nhưng chỉ một, hai ngày sau, không ai dám ngồi trong này nữa. À, tại vì... Tại vì họ nói trong phòng này có ma. Hải nghe vậy thì mới câu mày hỏi ngay. Ma sao? Đúng vậy. Nhiều nhân viên khi đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy. Rồi sau đó có cảm giác như có ai đó đang bóp cổ mình vậy. Thậm chí có người còn nghe thấy tiếng khóc dấm dứt của ai đó cứ vang lên bên tai nữa. Giết rồi không ai dám làm việc trong phòng này nữa. Nên chúng tôi bỏ không nó từ hôm đó tới giờ cũng không có dọn dẹp gì cả. Hải trước giờ thì có tin vào ma quỷ đâu. Đến nghe như vậy thì cười phì nói <cười> Ông cũng tin là có ma quỷ sao? Hùng bây giờ đang đứng nhìn nghe Hải nói như vậy thì đáp ngay Ai nói với mày là không có Khi nào rảnh xuống chỗ tao, tao chỉ cho Hải đang nghiên năng lành Khi nghe Hùng nói như vậy cũng thoáng trột dạ Bất giác Hải nhớ lại cái không khí lạnh lạnh trong nhà xác thì ớn lạnh Đoạn quay mắt nhìn Hùng như đe dọa Hùng không thèm để ý mà lên tiếng hỏi ông giám đốc Trong phòng này không có lắp đặt camera sao? không vì đây là phòng kế hoạch một phòng đòi hỏi sự bảo mật cao của công ty nên không được phép lắp camera sợ thông tin qua đó bị lộ ra ngoài hùng nghe vậy thì gật đầu lại chậm rãi đi xung quanh phòng cẩn thận xem xét mọi thứ thấy tất cả đều bình thường không có dấu hiệu gì hùng quay lại hỏi ông chắc chắn là từ khi nạn nhân mất tích căn phòng này chưa hề được dọn dẹp vệ sinh chứ đúng vậy tôi chắc chắn là không ai dám vào đây đâu hơn nữa tôi cũng khóa trái cửa rồi mà làm sao mà ai có thể vào được chứ? Được rồi. Vậy phía đông ra ngoài, để chúng tôi tiện làm việc một lát được không? À, vâng, vâng. Các sếp có gì cần khác thì cứ gọi nhé, tôi sẽ đến ngay. Sau khi ông giám đốc đã rời đi, bây giờ Hải mới lên tiếng. Này, hai người có phát hiện được gì không? Trinh gắt giọng. Phải tìm thì mới thấy được chứ, anh còn đứng đấy làm gì, mau đi xem mọi thứ xung quanh đi. Hải bị mắng thì xị mặt rồi mới bắt đầu tìm kiếm Cả ba người cẩn thận dò xét từng ngóc ngách của căn phòng, từ trên bàn cho đến dưới mặt đất, đến những vật dụng nhỏ cũng không hề bỏ qua. Tìm kiếm một hồi lâu mà cả ba chẳng ai phát hiện ra được manh mối gì. Bây giờ, Hải mới thấy bên cạnh có cái máy lọc nước nên đi tới rót nước uống. Trần Hải nhận ra một điều là công ty này dường như rất coi trọng vấn đề vệ sinh. Đến cốc uống nước cũng là loại cốc dùng một lần. Dùng xong là vứt vào giọt rác luôn. Uống xong, Hải mở nắp thùng rác rồi ném cốc nước vào. Nhờ thế mà Hải tình cờ nhìn thấy bên trong thùng rác có khá nhiều chiếc cốc tương tự. Tò mò nên Hải cũng ngồi xuống nhìn vào thùng rác rồi lấy từng chiếc cốc trong ấy lên xem. Nhưng cuối cùng Hải vẫn chẳng phát hiện ra sự khác lạ nào. Chợt nghĩ ra chuyện gì Hải mới nói. Này, chúng ta có thể lấy mấy cái cốc này về xét nghiệm xem sao. Biết đâu trong số này có cái cốc mà Hạnh đã từng dùng. Cũng không ngoài trừ khả năng Hạnh bị người khác hạ độc vào cốc nước đúng không? Trinh và Hùng nghe Hải nói như vậy thì thấy cũng đúng, không thể bỏ qua bất cứ manh mối gì được, dù là nhỏ nhất. Hùng cũng ngồi xuống đếm qua thì có chừng 10 chiếc cốc. Hùng cầm hết từng cái lên quan sát. Ngay lúc bấy Hùng như người thấy được một mùi gì đó. Nhưng vì cái mùi hương ấy rất nhạt nên cứ phản phất lúc có lúc không. Vì thế mà Hùng không để ý gì và cho rằng có thể đó là mùi bốc ra từ cái giọt rác. Hơn một tiếng đồng hồ sau. Ngoài những cốc nước ấy thì cả ba chẳng thu được bất cứ thứ gì khác. Cuối cùng họ chỉ đành thất vọng mà ra về. Cả ba hiện tại đang đứng đợi thang máy. Cho đến khi thang máy mở ra thì cả ba bước vào. Nhưng ngay lúc ấy chiếc thang máy lại reo lên tiếng còi quá tải. Trinh nhìn nhìn rồi cào nhau. Quá tải rồi. Chúng ta ra thôi. Đợi chuyến khác vậy. Hải và Hùng nghe vậy thì cũng không nghĩ ngợi nhiều mà nối gót Trinh bước ra ngoài tiếp tục đợi. Rất nhanh chuyến thang máy kế tiếp đã đến. Lần này cả ba thuận lợi đi xuống tầng 1. Về đến trụ sở Hải nhanh chóng gửi những mẫu cốc đi xét nghiệm. Xem liệu có xác định được chiếc cốc nào là chiếc cốc mà nạn nhân đã dùng trước khi mất tích không vì có khá nhiều mẫu cần xét nghiệm nên tương đối mất thời gian đến tận ngày hôm sau hải mới được thông báo đến nhận kết quả trình quá sốt ruột nên dứt khoát đi theo hải đến nơi thì họ nhận được thông tin là không thể xác định được adn trong những chiếc cốc ấy vì thời gian đã quá lâu nhưng trong tất cả các chiếc cốc ấy không hề có chất nguy hiểm đối với con người duy chỉ có một điều khá kỳ lạ là một trong số những chiếc cốc ấy có lưu lại một lượng nhỏ kali nitrat. Trinh cao mải nói. Kali nitrat à? Mà theo phân tích thì nó bị dính ở ngoài mặt cốc tức là ai đó đã vô tình để lại khi uống nước. Hải cũng mơ hồ về chuyện này nên mới hỏi. Cứ mang về, đưa cho thằng Hùng xem sao. Cái này là sở trường của nó mà. Trinh khẽ gật đầu, rồi cùng Hải nhanh chóng rời đi. Vì trụ sở công an có đến 5 lầu, phòng khoa học kỹ thuật ở lầu 5, còn phòng hình sự lại nằm dưới lầu 1, nên cả Trinh và Hải phải đi thang máy xuống. Cùng đi thang máy lúc ấy với Trinh và Hải còn bốn đồng chí khác. Ban đầu Trinh vẫn chú tâm vào kết quả xét nghiệm mà không để ý gì. Cho đến khi chiếc thang máy bỗng dưng dừng lại ở lầu 3, sau đó có một đồng chí công an khác bước vào. Rất nhanh chiếc thang máy đã dừng lại ở lầu 1. Trinh và Hải vì đứng ở phía sau nên là người ra cuối cùng. Trinh nằm miên man nghĩ ngợi, ánh mắt vô hồn mà nhìn từng người bước ra khỏi thang máy. Bỗng chốc, Trinh như phát hiện ra chuyện gì, đôi lông mày nhíu lại hết cỡ, trong đầu cô thì cố nhớ lại những hình ảnh gì đó mà cô đã từng thấy. Bạn trinh thúc giục Hải nhanh chóng đi tìm Hùng. Nhanh, nhanh, anh mau gọi điện hỏi tên Hùng cùng ấy đang ở đâu. Nhanh. Hải thấy bộ dáng gấp gáp của Trinh thì không hiểu chuyện gì mà hỏi lại. Ờ thì từ từ, làm gì mà gấp gáp như vậy? Mau đi, đừng làm nhảm nữa, nếu không tôi giết anh bây giờ. Ờ được rồi, được rồi. Hải nhanh chóng bấm số gọi, giọng của Hùng vang lên. Alo, mày đang ở đâu đấy? Em Trinh muốn gặp mày ngay đây này, trông gấp lắm. Hùng vừa nghe nhắc đến Trinh thì mắt sáng bừng như thiên thạch bay ngang trái đất mà đáp. Vậy hả? Tao đang ở nhà xác chưa ở đâu? Rồi, bọn tao tới ngay. Cúp máy, Hải mới quay lại nói với Trinh. Thằng Hùng nó đang ở sau nhà xác ấy. Trinh chỉ đợi có thế liền vội vã hướng phía nhà xác mà chạy đi. Bỏ mặc cho Hải ở phía sau vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Vì nhà xác nằm tách biệt ở phía sau trụ sở công an, nên Trinh và Hải phải đi qua một đoạn đường dài gần 100 mét mới tới nơi. Vừa bước vào là Hải liền tức khắc cảm nhận được một luồng hơi lạnh phả vào người. Hải chẳng hiểu là tại sao, cứ mỗi lần mình bước vào đây, là da gà, da chó cứ thi nhau mà nổi lên. Lông tóc dựng ngược hết cả lên. Hải chép miệng, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt mà cất bước đi theo Trinh. Nhưng mà đến bên trong, thì cả Hải và Trinh đều không thấy bóng dáng của Hùng đâu ở bên trong nhà xác lúc ấy chỉ toàn là những chiếc giường inox màu trắng đục trên một vài cái giường những thi thể được phủ vải trắng vẫn đang nằm im lìm bất động hải đang phải căng mắt lên nhìn trong bụng thầm nghĩ làm sao hùng có thể ăn ngủ một mình ở cái nơi ghi dợn này được nhỉ đang định cất tiếng gọi thì bỗng dưng một bàn tay ai đó đập thẳng xuống vai hải hải giật minh nhảy dựng suýt thì hét lên mai thầy ngay sau đó giọng của hùng vang lên mày đang tìm tao hả Hải quay lại nhận ra là Hùng thì mới gào lên. Sư bố mày, mày định giết người à? Sao lần nào mày cũng hồ tao thế? Có biết tao bị tim thòng không? Hử? Ừ? <laughs> làm công an mà nhát như cái thế mày. Trời ơi, công an cũng là người, cũng biết sợ ma chứ. Mỗi lần tao vào đây, tao cứ cảm giác như là bị ai đó nhìn lén ấy. Má, sợ lắm. Hùng chợt đưa tay lên miệng suyệt một tiếng rồi nhỏ giọng. <laughs> nhỏ tiếng thôi, mọi người đang ngủ. Đừng đánh thức họ dậy làm gì. Vậy là mày có can có số đấy sẽ sớm được diện kiến họ thôi. <laughs> Ai? Ai ngủ cơ? Diện kiến? Diện kiến hay cơ? Mày, mày. Trinh đang gấp, nên không có thời gian đâu mà đứng nghe hai tên điên này nói chuyện. Cô vội đưa tờ giấy xét nghiệm cho Hùng, rồi nói. Trên một chiếc cốc, có để lại một ít kali nitrat. Anh thấy sao? Hùng nghe vậy thì mặt lập tức nghiêm lại, tập trung vào công việc. Hùng vừa xem tờ giấy xét nghiệm vừa nói. kali nitrat à? thường thì sẽ tìm thấy chất này ở những loại phân bón thôi. À, mà khoan đã. Tôi nhớ nó còn được dùng để làm chất bảo quản thịt nữa. Nitrat sau khi ướt vào thịt thì sẽ chuyển hóa thành oxy nitric, làm chậm quá trình phân hủy, thậm chí là mất mùi. Chính nghe vậy thì cong môi lên cười, cô cười như thể đã biết hết được chân tướng của sự việc, đoạn Trinh nói. Chúng ta đi thôi, tôi biết xác hạnh đang nằm ở đâu rồi. Hải lập tức hỏi lại, cái gì, là đâu? Là trên nóc thang máy. Hả? trên nóc thang máy, đúng vậy. Trinh vừa nhớ lại lúc ở công ty của nạn nhân vừa nói. Hai người có nhớ lúc chúng ta đi thang máy để về không? Lúc đó trên thang máy có bao nhiêu người? Hai có mày cố nhớ lại. Một hồi sau thì đáp, tầm hai ba người gì đấy. Trinh gật đầu rồi tiếp tục. Lúc đó trong thang máy có ba người. Một người trong số đó còn bê một chồng tài liệu, cộng thêm tôi, anh Hùng. Tổng cộng có sáu người. Tôi nặng 44kg. Anh Hùng thì tầm trên dưới 75. Hai người kia thì trông bốc dáng nhỏ hơn, nên ba người sẽ rơi vào tầm 65-70 cân. Cộng thêm trồng hồ sơ 10 cân, tổng cộng trọng lượng rơi vào trên dưới 415 kg. Nhưng lúc ấy tôi có thoáng nhìn qua các thông số trên thang máy, thì có mức tối đa là 450 kg, cách mức quá tải khoảng 35 cân. Vậy tại sao chuông báo quá tải lại vang lên? Hơn nữa trong phòng làm việc của nạn nhân lại tìm thấy cái mẫu kali nitrat dùng để ướp thịt. Nên tôi suy đoán hung thủ nhất định là đã từng làm việc trong căn phòng ấy hơn nữa có khả năng nơi đó chính là hiện trường gây án sau đó hung thủ đã đem xác nạn nhân di chuyển đến giấu trên nắp thang máy hải nghe chương trình bày giải thích thì cảm thấy chưa thuyết phục lắm nên hỏi nhớ đầu thang máy nó bị hỏng thì sao trinh lập tức đáp điều đó là không thể bởi vì theo tôi điều tra thì tòa nhà ấy mới được đưa vào sử dụng cách đây hơn một năm mọi thứ còn rất mới thì làm sao mà hỏng được ai mà biết được đâu phải cứ mới là sẽ không hỏng đâu Hùng đứng bên cạnh thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi thì mới lên tiếng. Thế chẳng phải trực tiếp đến đó mới xác nhận được hả? Cần gì phải đứng đây mà đôi co chứ? Hải đáp, được rồi. Vậy để tôi gọi thêm đội hỗ trợ. Trinh nghe vậy thì gắt lên. Anh bị điên à? Gọi hỗ trợ làm gì cho nó dùm beng lên? Chúng ta cứ đi đến đó xác minh. Nếu quả thận hành ở đó thì gọi người cũng đâu có muộn đâu. Ờ, à, tôi quên. Vậy thì đi ngay thôi. Sau đó cả ba người, Trinh, Hải và Hùng gấp rút đi đến công ty của Hạnh. Đến nơi, Trinh gọi điện cho chủ tòa nhà, muốn được xin phép kiểm tra thang máy. Rất nhanh, họ đã nhận được sự hợp tác của chủ tòa nhà. Bác bảo vệ dẫn ba người lên sân thượng rồi dùng chìa khóa mở cửa thang máy ra. Lúc mới tra chìa khóa bảo ổ thì bác ta xem chừng chưa biết gì nên vẫn bình tĩnh lắm. Nhưng cho đến khi vừa dùng sức kéo hở hai cái cánh cửa thang máy ra, thì bác bảo vệ lập tức hoảng sợ mà giật lùi về phía sau. Miệng thì há hốc, lưỡi cứng đến mức ú ớ chẳng nói thành lời bác ta chỉ có thể đưa tay run rẩy chỉ vào bên trong trinh hải và hùng thấy vậy nhanh như cắt mở toang cánh cửa mà nhìn vào lập tức một cảnh tượng kinh dị hiện ra trước mắt họ bên trên nóc của cái thang máy bây giờ là một cái bọc ni lông nhìn từ bên ngoài vào thậm chí còn có thể thấy được chất dịch màu nâu đục đang chảy đầy ấp bên trong cái bọc tuy đang trong tư thế nằm ngang nhưng vẫn dễ dàng lọt thỏm ở nóc thang máy. Người đặt lên đó còn cẩn thận dùng băng dính cột cố định, không cho cái bọc đó có thể bị di chuyển, cọ vào thành tường, làm rách ra. Hùng vừa nhìn thì lập tức kéo tay Trinh và Hải lùi lại, lấy ra vài cái khẩu trang đưa cho hai người rồi nói. Cẩn thận một chút đi, đeo khẩu trang vào. Có thể cái xác đang trong tình trạng phân hủy rồi, sẽ có nhiều vi khuẩn có hại lắm. Trinh và Hải dù cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng quả thật khi tận mắt chứng kiến cái thứ đang ở trên nóc thang máy kia, vẫn khiến cho cả hai có chút ám ảnh. Hiện tại bằng mắt thường thì mới chỉ xác nhận được bên trong cái túi ni lông kia đích thị là xác người, chứ chưa thể biết được bên trong có đúng là hạnh hay không. Trình bây giờ mới quay lại, nhìn bác bảo vệ vẫn đang ngồi sụp xuống đất mà thờ hồn hền rồi nói. Bác hồn chứ? Dạ, dạ vâng, tôi tôi không sao. Bác bảo vệ vẫn còn sợ lắm, chân tay run lên lời bầy. Bác ta gật đầu, đoàn chậm chạp móc lấy gói thuốc trong túi mà châm lửa cháu cũng nhờ hơi thuốc mà trong bác bình tĩnh hơn được một chút trinh vì thế cũng thấy an tâm hơn nên quay lại với công việc trinh hướng phía hải mà nói được rồi chúng ta gọi người đến hỗ trợ thôi hùng sau khi mang xác về thì chăm sự nhờ anh còn tôi và hải phải ở lại để làm vài việc tôi biết rồi cô cứ yên tâm đi rất nhanh hiện trường đã được phong tỏa những hình ảnh của kết xác cũng đã được lưu lại bây giờ hùng mới ra hiệu cho mọi người cùng nhau mang kết xác ấy về nhà xác vì trong bao ni lông có rất nhiều dịch nên bắt buộc phải mang về nhà xác mới có thể khám nghiệm được khoảng hai tiếng sau tất cả đã xong cái xác cũng đã được đưa lên xe rời đi trước những ánh mắt đầy hoang mang sợ hãi của tất cả mọi người trong tòa nhà và trong những ánh mắt ấy còn có cả tiến và hà nhưng thay vì khiếp sợ như những người khác thì trong ánh mắt của cả hai lại cho thấy nỗi lo sợ bất an đến khó tả bất giác tiến và hà không hẹn mà cùng nhìn về hướng nhau như ám hiệu sau đó Hà theo bước tiến đi vào phòng vệ sinh. Vừa bước vào thì Hà tỏ ra sợ hãi nói Anh Tiến, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng phải anh nói cảnh sát không thể tìm thấy cái xác sao? Sao bây giờ lại như thế hả? Tiến sẵn tâm trạng cũng đang dối bời còn bị Hà liên tục chất vấn thì phát điên mà quát lên. Mày im mẹ đi! Làm sao tao biết được một cảnh sát lại khôn ngoan đến như thế? Mẹ kiếp! Lúc giết con chó đó, tao còn chẳng thèm đeo bao tay cảnh sát chắc chắn sẽ theo đó một lần cho tao với mày sớm thôi. Hà nghe vậy thì lại hoảng sợ hơn, hắn gào khóc. Vậy bây giờ phải làm sao hả anh? Em không muốn ở tù đâu, em còn mẹ già, còn con nhỏ nữa. Tất cả là tại anh, tại anh hết. Ai bảo anh chết chị Hạnh làm gì, để bây giờ phải ra nông nỗi này. Tiến điên máu, túm lấy cổ áo Hà mà gần giọng. Thằng chó, mày có cầm ngay đi không? Nếu không có tao thì mày đã phải ngồi tù từ sớm rồi. Đâu ra mà đứng đây lại nhại, hả? Bây giờ không muốn ở tù thì mau chạy khỏi đây. Tìm một chỗ nào đó mà trốn đi. Tao sẽ đi lấy tiền, rồi gửi cho mày sau. Hiểu chưa? Hà sợ hãi, chỉ biết méo máu mà gật đầu liên liệu. Rồi đúng như dự định, cả Hà và Tiến cùng lấy cớ không khỏe nên xin nghỉ sớm. Cả hai vội vã phóng xe rời khỏi công ty. Mà chẳng hề hay biết rằng tất cả những hành động của họ đều đã bị Trinh và Hải phát hiện. Trinh có môi cười về đắc ý nói. Cáo rời hang rồi, anh theo tên tiến còn tôi sẽ theo tên hà kia nếu chúng định bỏ chạy thật thì tóm luôn được rồi hành động thôi nhưng vừa định hành động thì hải như chợt nhớ ra chuyện gì mà quay lại nhìn trinh rồi nói này cô cẩn thận đấy tôi không muốn phải tốn tiền đi đám ma cô đâu trinh nghe vậy thì trợn mắt tay lăm lăm nắm đấm mà nghiến răng tên khốn anh muốn chết đấy hả chưa kịp đấm được cái nào thì trinh đã thấy hải phóng xe chạy đi mất hút cô chỉ đành ngẫm mức cố nuốt xuống cục tức này mà trở lại theo dõi hà trinh cứ lặng lẽ bám theo hà về đến nhà rồi rất nhanh trinh lại thấy hà trở ra leo lên một chiếc taxi vừa chạy qua trên tay hà lúc ấy còn mang theo một cái ba lô màu đen dáng bộ rất vội vã trinh vừa nhìn là đã biết suy đoán của mình không sai đích thị là tên hà này đang có ý định chạy trốn nhưng trinh vẫn muốn theo dõi thêm để hoàn toàn xác nhận mọi chuyện rồi trinh bám theo hà đến bến xe hắn mua một vé xe chạy lên nạng sơn có lẽ Hà định chạy lên đó rồi trốn sang biên giới, hòng trốn chạy. Ở à nhưng Trinh nào có để cho ý định của Hà thành hiện thực. Ngay khi Hà vừa bước lên xe thì Trinh lập tức khống chế, bắt gọn gã. Hà bị còng tay bất ngờ thì ban đầu còn tỏ ra ngoan cố mà gào thét. Tôi làm gì mà bắt tôi? Mau thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ kiện cô đấy. Trinh cười cười đá vào chân hắn một cái rồi thản nhiên đáp. Bớt nhiều đời đi. Anh bị tình nghi là có liên quan đến vụ án mất tích của chị Huỳnh Thị Hạnh. Yêu cầu anh trở về trụ sở để tiến hành điều tra cuối cùng thì hà cũng phải đành cúi đầu ngoan ngoãn theo trinh về đồn cùng lúc ấy hải vẫn còn đang bám theo tiến lên nổi qua những cung đường tấp nập cho đến khi tiến dừng lại trong một quán cà phê hải thấy hắn đi đang nói chuyện điện thoại với ai đó đoạn đi vào quán hải cũng đi theo vào đến bên trong thì hải phát hiện tiến đến đây để gặp một ai đó ngay sau đó người đàn ông đưa cho tiến một chiếc vali tiến mở hé chiếc vali xem xét rồi hài lòng mà gật đầu rồi hải thấy tiến móc từ trong túi ra một vật gì trông giống như là một cây usb Người đàn ông nọ nhận lấy, cha và cái, cái laptop đang đặt trên bàn rồi cười cười. Tất cả những hành động của hai người kia đều bị Hải dùng điện thoại quay lại. Đến bây giờ Hải mới thầm suy đoán là có thể tiến Tiến này đang mua bán một thứ gì đó rất quan trọng với người kia. Sau khi xong việc thì Tiến lại vội vã rời đi. Trước khi lên xe, Tiến còn rất cẩn thận đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai đang để ý đến mình hay không. Cho đến khi không thấy được nguy hiểm gì thì hắn mới yên tâm rời đi. Nhưng hắn không biết rằng Hải vẫn ở phía sau lặng lẽ đi theo tiến cứ thế mang chiếc vali đi về hướng ngoại thành bất giác hắn dường như đã nhận ra mình đang bị bán theo biết đã lộ tiến lập tức vít ga la vun vút hòng bò chạy Hải thấy thế thì cũng vội vã móc cần số rồi ga phóng theo hai chiếc xe máy bắt đầu gầm rú lên những âm thanh chát chúa làm xáo trộn hết cả những đoàn đường chúng chạy qua tiến chạy phía trước cố điều khiển cho chiếc xe của mình lạng lách nhằm tránh những phương tiện xung quanh hải cũng không chỉ thua kém mà xé gió nào theo Hai chiếc xe cứ thi nhau giật đuổi giữa lòng đường, tốc độ của cả hai nhanh đến mức khi chạy qua, làm thổi bay cả những cánh hoa xưa trắng mọc hai bên vệ đường. Kèm theo đó là những tiếng còi xe inh ỏi liên tục vang lên, khiến người khác giật mình vội tránh né. Có người vì quá sợ hãi mà đánh lái quá tay, đâm thẳng bà mấy gánh hàng rong trên vỉa hè. Tiến lái chiếc xe Yamaha Exciter chạy như điên như dại, Đoạn hắn thấy phía trước có kênh ngã tư với một đám đông đang đứng chờ đèn đỏ chật cứng cả người. Bí quá, tên ái leo lên luôn cái vỉa hè, húc đổ hết mỡ bàn ghế của hàng trà đá bay tứ tung. Bà chủ hàng trà đá vừa định sắn mồm lên trời, thì lại bị một chiếc xe khác từ phía sau lao tới, suýt thì húc vào người, làm bà ngã rúi rụi. Ôi rồi ôi, hai thằng điên kia, bọn mày xem phim quá 180 phút rồi đấy phải không? Ôi rồi ôi, còn gì là quán trà của tôi? tiếng chửi của bà hàng nước vọng theo nhưng cả Tiến và hải có bận tâm đâu cả hai vẫn lao vun vút kẻ chạy người đuổi đến náo loạn đang lao với tốc độ 90 km trên giờ bỗng đâu tiến thấy một cái đầu xe tải từ trong kho bên đường chạy ra người lơ xe thấy hai chiếc xe máy lao tới như điên thì lại càng ra sức vẫy tay ra hiệu xin đường miệng còn không quên la hét ở đây 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 cho xin xin nhưng mà khổ tiến đang phải bỏ chạy chối chết thì làm gì có đủ thời gian để chờ cho cái xe tải kia ra đường xong ngay lúc cái đầu xe tải còn cách con lươn độ một mét thì tiến đã vít ga liều mạng lao qua hải thấy thế thì nhăn mặt thầm nghĩ má thằng này điên rồi nhưng xui cho mày là hôm nay gặp phải tao để xem mày chạy được bao xa lập tức hải không chỉ thua kém mà lao theo nhưng lúc hải chạy tới thì cái đầu xe tải chỉ còn cách con lươn đường gần một mét khoảng cách ấy nếu bình thường thì sẽ có ai điên mới chạy qua nhưng hải bây giờ có khác gì kẻ điên anh co hai chân lại, làm sao để hai đầu gối tì sát vào khung xe tránh va chạm rồi cúi người, vặn tay ga hết mức có thể. Tay tài, tài xế ngồi trong xe bây giờ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, gã chỉ mơ hồ nghe thấy một tiếng vèo, kèm theo đó là hai cái bóng vụt qua đầu xe của mình, rồi thoáng chốc mất hút ở phía xa. Phía bên này, Tiến vừa chạy vừa quay đầu lại xem. Hắn thấy Hải vẫn bám theo sắt nút thì lại điên cuồng phóng nhanh hơn. Lúc Tiến thấy cứ chạy thế này sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, nên hắn nhanh tay bẻ quẹo, và một con hẻm nhỏ. Hải vì có bất ngờ nên không kịp theo. Anh dúi phanh hết cỡ làm cho cái lốp xe mài xuống nền đường nghe mùi khét lẹt. Hải quay đầu nhìn thì thấy tiến đã sắp mất hút trong con ngõ nhỏ rồi. Chần chừ một hồi tiến lại rồ ga phóng vào một con ngõ nằm bên cạnh. Hải sống ở gần khu này nên địa hình trong đây Hải nắm rõ hơn này hết. Chỉ cần chạy nhanh một chút là có thể đón đầu tiến ở ngay đoạn cua gấp. Quả thật đúng như dự tính của Hải đã thoáng nghe thấy tiếng xe của tiến đang gầm rú chạy tới rồi. Hải vội nghiến răng lao tới ngay sau đó một tiếng ầm vang lên chỉ thấy hai chiếc xe va chạm đến dính cả vào nhau vì xe của hải tông ngang vào thân xe của tiến nên khiến hắn bị hất văng qua một bên may sao ở ngay chỗ đó lại có đống cát nên hắn không bị làm sao hải vì có sự chuẩn bị trước rồi nên chỉ bị chảy xước nhẹ không ảnh hưởng gì nhiều phía bên này tên tiến vừa lồm cồm bò dậy chưa kịp chạy ra khỏi đống cát thì đã bị hải xong phi tới đạp thẳng vào ngực cú đạp cực mạnh làm tiến ngã rúi rụi hải lại nhanh như cát chụp lấy hai cánh tay tiến bẻ quạt ra sau rồi còng lại Hải sau khi còng được tiến thì mới gần giọng. Mày chạy khá lắm. Để tao cho mày vào khám và chạy tiếp nha. Trong đó nhiều thằng chạy giỏi như mày lắm. Đi, về đồn. Cuối cùng thì cả Hà và Tiến đều đã bị tạm giam vì bị nghi ngờ có liên quan tới vụ mất tích của Hạnh. Nhưng hiện tại, quá trình khám nghiệm vẫn chưa hoàn thiện. Hùng mới chỉ dám khẳng định cái xác trong bao ấy đích thị là Hạnh, người đã bị mất tích bí ẩn 14 ngày trước. Hùng vẫn cần một khoảng thời gian ngắn nữa mới có thể tìm ra manh mối của hung thủ. Trong lúc chờ đợi ấy thì Trinh và Hải chia nhau gọi cả hai người vào để thẩm vấn. Cô muốn dùng tới biện pháp đấu tranh thẩm vấn nhằm tìm ra sự mâu thuẫn trong lời nói của đối tượng để tìm ra bằng chứng, buộc hung thủ và nhận tội. Ngồi đối diện Trinh là Tiến. Hắn vừa thấy Trinh thì lập tức chất vấn. Tại sao con người lại bắt tôi? Trinh khẽ lướt Tiến một cái rồi nhẹ nhàng. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ mất tích của chị Huỳnh Thị Hạnh. Đề nghị anh khai rõ tên tuổi, địa chỉ, quê quán, nơi làm việc Tiến tỏ vẻ hết sức thản nhiên mà nói. Phạm Xuân Tiến, 35 tuổi, quê Hải Phòng, làm nhân viên văn phòng, địa chỉ. Anh có quen biết với người này không? Trinh vừa nói một đứa tấm ảnh của chị Hạnh ra trước mặt Tiến, Tiến nhìn qua thì gật đầu đáp, "Có, đó là Hạnh." "Vậy hai người có quan hệ gì?" "Không có quan hệ gì, chỉ là đồng nghiệp thôi, cô ta là trưởng phòng của tôi." Trinh lại lên tiếng hỏi, "Anh có biết chị Hạnh đã mất tích cách đây 14 ngày không?" Tiến gật đầu, "Tôi biết." Nghe nói cô ta nhảy cầu tự sát. <laughs> cô ấy đã chết. Cái xác sáng nay chúng tôi tìm thấy, chính là hạnh. Tiến nghe Trinh nói như vậy thì cố tỏ ra bất ngờ đáp. Cô nói sao? Cái xác bắn trắng là, là hạnh sao? Trinh gật đầu đoạn nói tiếp. Tối hôm trước khi nạn nhân mất tích, anh và cô ấy có làm tăng ca cùng một người nữa đúng không? Đúng vậy. Nhưng chúng tôi làm xong thì ai về nhà nấy thôi. Tối đó tôi bị hỏng xe, nên có xin ngủ nhờ trong phòng bóc bảo vệ. Không tin, cô cứ hỏi ông ấy thì biết. Cái này chúng tôi đã điều tra rồi, nhưng có một điều tôi không hiểu nên muốn trực tiếp hỏi anh tiến nghe vậy thì trong ánh mắt có chút hỗn loạn nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh mà nói cô cứ nói trinh cười cười rồi lấy ra một chiếc cốc nhựa chính là chiếc cốc đã thu được mẫu kali nitrat cô bày ra bộ mặt như đã biết rõ hết mọi chuyện nhìn tiến mà nói chúng tôi tìm thấy chiếc cốc này trong phòng làm việc của anh và hạnh trên chiếc cốc còn để lại adn của anh chứng tỏ anh đã từng dùng cái cốc này để uống nước đúng chứ Tiến cau mày, trong lòng đã bắt đầu bị dao động, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Vậy thì sao? Điều đó hết sức bình thường mà. Đúng. Đúng là dùng cốc uống nước thì rất bình thường. Nhưng anh có biết, ngoài ADN của anh ra, thì chúng tôi còn phát hiện ra một chất khác là kali nitrat. Tình cờ làm sao khi chất đấy cũng chính là chất mà chúng tôi phát hiện rất nhiều trong thi thể của hạnh. Vậy anh giải thích sao về chuyện này? Ờ, tôi, tôi có biết kali gì đâu. Tôi cũng không biết tại sao lại có chất đó ở trên cốc của tôi. Tôi, tôi không có giết cô ta. Trình thêm bộ dáng có phần mất bình tĩnh của Tiến, thì cười thầm. Cuối cùng thì người trước mắt cũng đã bắt đầu bị dao động. Trình tự tin rằng nếu gã này có tội, thì chắc chắn sẽ sớm để lộ ra mâu thuẫn thôi. Đến lúc ấy, hắn sẽ không thể chối tội được nữa. Thật ra Trình đang nói dối. Cô không hề thu được mẫu ADN của Tiến ở trên chiếc cốc nọ, mà cô cố tình nói như vậy để đánh lừa Tiến, khiến hắn thực sự nghĩ rằng mình đã để lộ ra sơ hở mà tinh thần bị dao động thấy tiến dường như đang bối rối thì trinh mới quyết định tung đòn kết liễu trinh đưa ra đoạn video mà hải đã quay được khi tiến đang trao đổi một cái gì đó với người khác trong quán cà phê kèm theo đó trinh còn đặt một cái vali đựng đầy tiền ra trước mặt tiến mà hỏi người trong đoạn phim này là anh đúng không anh vừa giao dịch cái gì với người đàn ông kia vậy tiến vừa xem xong đoạn video mắt liếc qua cái vali đầy tiền thì nét mặt lập tức thay đổi những giọt mồ hôi trên trán đã bắt đầu lấm tấm rơi hắn lắp bắp trả lời Người, người kia chỉ là bạn tôi thôi. Tôi đến mời anh ta ít tiền thôi mà. Ồ, anh làm cho hưng thịnh, mà lại có bạn của bên Hiệp phát à? Tôi nghe nói hai công ty này đang cạnh tranh với nhau dữ lắm mà, đúng không? Ý cô là sao? Cùng là dân xây dựng, quen nhau là chuyện bình thường. Chính nghe vậy thì lại bật cười, đoàn cô lại lấy ra một cái USB trông khá giống cái USB video ban nãy mà đắc ý nói. Anh nhận ra cái USB này chứ? Thực ra cái USB đấy cũng không phải là cái USB trong video nó chỉ khá giống về màu sắc thôi. Nếu không để ý kỹ thì chắc chắn là không thể biết. Nhưng Trinh không để cho Tiến có cơ hội để nhìn. Cô vừa đưa lên, vừa cố tình để lộ ra phần màu sắc giống rồi cất đi ngay. Tiến thấy thế thì cứ tưởng là cái USB của mình đã thực sự bị cảnh sát thu được. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ. Tay chân đã không thể giữ được mà run lên khe khẽ. Ánh mắt láo liên, như thể muốn tìm cách biện hộ cho chính mình vậy. Trinh vừa nhìn thì liền biết tuyến phòng ngự cuối cùng của hắn đã sụp đổ. Bây giờ mới lớn giọng anh đừng ngoan cố nữa. Chúng tôi đã nắm hết mọi bằng chứng phạm tội của anh rồi. Có phải anh đã ăn cắp dữ liệu của công ty để bán cho một công ty đối thủ không? Đến khi bị hạnh phát hiện thì mới ra tay sát hại cô ấy. Anh mau khai thật đi. Pháp luật luôn khoan hồng với những kẻ biết hối lỗi mà đầu thú. Nên chúng tôi hy vọng anh sớm nói ra sự thật để nhận được sự khoan hồng. Tiến vẫn im lặng không nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không còn là sự bình thản như ban đầu nữa. Mà thay vào đó là một sự im lặng của sợ hãi. Tiến cúi đầu rồi bắt đầu mếu máu nhận tội. Đúng vậy, là tôi, cùng với thằng Hà, đã giết hạnh. Trinh trong bụng đang rất vui, chỉ muốn lập tức ngoác miệng cười mà hét to lên cho thỏa sự sung sướng. Nhưng cô vẫn kìm nén lại mà trầm giọng. Được rồi, chúng tôi sẽ ghi nhận. Bây giờ anh hãy tưởng thuật lại toàn bộ hành vi giết người của mình đi. Tiến gật gật đầu rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đêm hôm đó Trinh vừa ghi lại mà vừa thầm khiếp sợ vì sự tinh vi của hung thủ khi gây án. Ghi chất trong xuôi, thì Trinh gọi người dẫn tiến về phòng giam. Vừa bước ra ngoài thì Trinh gặp Hải cũng vừa thẩm mấn Hà xong. Cô vội cười cười rồi hỏi. Sao? Có cải miệng được gã đó câu nào không? Hải với vẻ mặt khó chịu đáp. Ừ. Tên khốn đó thấy tôi đòi bàn cái là xanh lét cả mặt mày. Ấy vậy mà vẫn câm như hến, cứ như miệng bị đổ bê tông ấy. Thật là tức điên đi được. Hả? Tôi biết ngay mà, với đầu óc của anh thì làm sao mà moi được gì? Hải bực bội liếc trinh một cái rồi đáp với giọng khinh khỉnh. Cô thì hay rồi, thế có khai thác được gì không mà gáy to thế? Trinh nhích môi cười, đoạn lấy bộ hồ sơ ghi chép lời khai mà đập vào ngực Hải nói. Đọc đi, tôi thấy anh còn thua xa hai gã này đấy. Hải mở tập hồ sơ ra thì ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Bên trong là chữ ký nhận tội, cùng toàn bộ phương thức gây án của hung thủ. Hải lắp bắp nói, cô, cô làm thế nào mà giỏi thế? Trinh ngẩng mặt lên ngạo nghệ đáp. <laughs> Chuyện, với bộ não không nếp nhăn của anh, thì có nói ra anh cũng không hiểu được đâu. Trinh nói xong thì chắp hai tay sau lưng vui vẻ rời đi. Hải thấy thế thì ức lắm, nhưng vẫn không thể nói ra được câu gì. Bởi quả thật lúc này Hải thực sự nề phục Trinh. Sang ngày hôm sau, Hùng đã khám nghiệm xong, gọi Trinh và Hải đến. Tôi đã khám nghiệm kỹ rồi. Nạn nhân bị xứt cổ đến chết. Quần áo ngoài thì lột sạch. Ổ bụng bị rạch ra, ngầm về hoa chất ướp thịt. Loại hóa chất này đã bị cấm buôn bán, nhưng ở những khu chợ thì tiểu thương vẫn dâu giếm tiêu thụ. Trên lớp bao nilon băng keo toàn là dấu vân tay của Tiến và Hà, có thể khẳng định hai người đó chính là hung thủ đã giết nạn nhân. Như vậy là kết quả khám nghiệm tử thi cũng đã rõ ràng. Cộng thêm sự thú nhận của Tiến thì vụ án đã tìm ra được lời giải. Trong cuộc họp, Trinh đứng lên trình bày đầy toàn bộ quá trình gây án của hai hung thủ. Tiến và Hà đã ăn cắp dữ liệu của công ty để bán ra ngoài, nhưng không may bị hạnh phát hiện nên đã ra tay sát hại. Vào lúc 19 giờ 30 thì Hà lấy cớ đi mua đồ ăn tối để ra ngoài, thực ra là để đi mua các dụng cụ cần thiết cho việc giấu xác. Giấu xác xong thì tiền lấy quần áo của nạn nhân khoác lên người, giả nạn nhân ra về. Nhưng khi đến cầu, hắn cố tình tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng, khiến người khác nghĩ rằng Hạnh đã nhảy cầu tự sát. Sau đó tiến đi bộ về công ty, phối hợp với Hà, nhân lúc camera xoay đi hướng khác mà lèn trở vào công ty. Sau đó lại lấy cớ là xe hỏng rồi xuống ngủ nhờ phòng bảo vệ nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Nhưng sau quá trình đấu tranh, tích cực điều tra làm rõ thì chúng tôi đã bắt hung thủ và nhân tội trả lại sự công bằng cho nạn nhân và người nhà sau khi trình bày xong thì cả căn phòng đồng loạt vỗ tay tán thưởng ông phúc cũng đích thân đứng dậy nhìn hải và trinh gật đầu hai cô cậu làm tốt lắm như vậy mới xứng đáng với danh hiệu công an nhân dân chứ quyết không để kẻ ác hoành hành bảo vệ sự an bình cho nhân dân lại một vụ ăn nữa đã kết thúc trong tiếng vỗ tay khích lệ của tất cả những anh em đồng chí trong cơ quan cuối ngày trinh và hải cùng hùng đi đến nhà Tân để thăm hỏi và động viên. Rồi khi cả ba lại ra bờ sông, mỗi người một lon bia, mà cụng ly vừa ăn mừng vụ án phá được và cũng để chia buồn với linh hồn của nạn nhân xấu số. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 và cũng là tập kết thúc của series truyện Thành phố ngầm của tác giả Huỳnh Duy. Và cũng hy vọng rằng là tác giả sẽ cho ra thêm những series truyện hay và hấp dẫn hơn nữa để Đình Duy có thể gửi tới quý vị khán thính giả. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.